大开王大王大开王大公家养家王大开王大王大开王大王大开王大公家养家王大开王王大开王王大开王王大开王con phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu bởi hộp số vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn nhữ là hết phố nên vì thế tao dùng con phố tẩy rửa đi hết những điều thống khổ và tao sống không có lỗ sống luôn đúng chỗ thằng Big Boy nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show và tao hỏi nó đang ở mô nó nói là tao ở casino ai giỡn hay đang chơi mày đang giỡn hay đang chơi năm phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con gửi đưa tao đi chơi vì đêm nay tao muốn buông lơi có mấy anh em cùng đi xong hơi ai cũng nói Big Boy hình chép là bất diệt 95% là sai tụi anh đẹp trai là đúng thiệt nào nào mình cùng lại đây phê ma phê cho nó hết thấy đường về nhà nào nào mình cùng lại đây la la phê cho nó hết tối nay muốn chung ga con ta cái con con ta cái con con ta cái con ta cùng chơi dòng nó đừng lo vì hôm nay là thứ hai rồi xuân lại đây mà chiều là buồn người ra đốt là đốt là đốt là buồn người ra còn ngày mai là sáng lần chín thì ta sẽ cúi đầu cuộc chơi này chẳng có mấy khi được sướng đâu tạm thời mày thì chẳng thể nào mà sống tao thế nên cứ vì tốt chẳng cần phải đâu xa chẳng sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai chắc chắn là thứ hai mày hôm mày ơi còn anh thì phi ngồi